Bưng lên người. Bưng lên. Rồi. Nhưng mà anh bưng lên vậy là anh thấy đau hả? Dạ. Đau cái này cũng lại cái lưng. Tôi quen cái tay bên tay phải chống xuống một cái. Đúng rồi. Dạ, chống xuống một cái thì đêm nó bắt đầu nó nhức. Nhức. Rồi nó nhức, nó đau. Cách đây khoảng 6 tháng. Dạ. Và đau, nó đau cả đêm, nó nhức một bên. Rồi. Dạ, từ cổ xuống dưới cái bàn tay. Đây. Dạ. Phải ngủ ngồi. Ngủ ngồi. Dạ, thì nó ngồi với, nó đỡ đau hơn. Thì rồi. Thì một chút. Ok. Dạ. Thì có đi, tôi đi Kaiser là cái nhà thương ở đây, yeah. Bảo hiểm của tôi thì họ chụp hình, và chụp hình là bảo cái cổ tôi có vấn đề. Đúng như vậy, tại vì nó thì ngồi nó chổi tay là làm cái cục sao cổ thôi. Dạ. Ok. Họ có vấn đề nhưng mà mấy ông tay thì không có chữa được cái gì hết. Ừ. Cho tôi một mũi rồi. Dạ. Vô trong cái chỗ cái bắp thịt này. Rồi. Giảm đau thôi. Thịt này, dạ. Thì nó bớt đau. Ừ. Dạ. Nó bớt đau được chừng vài tuần lễ thôi. Yeah. Dạ. Tới bây giờ đó tôi vẫn bị gần 30%. Khiêng đồ nặng không có nổi. Ừ. Dạ, tay bên phải thì bình thường và tay bên trái khiêng đồ nặng không nổi. Ông có đem vợ này theo đem? Dạ không. Tại vì á, dạ. Tôi định đó là tôi chữa ông xong còn bồng vợ ông coi sao. Còn đây hàng xóm cũng mà bồng coi là nguy hiểm á. Dạ. 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 Dạ, tới hiện bây giờ đó thì đêm ngủ bắt đầu cho tới khoảng chừng 2 giờ rưỡi. Rồi. Dạ, 2-3 giờ đêm đó, thì bắt đầu nhức lại. Ừ. Dạ, nhức lại lên là lồng cồn dậy. Để ngủ ngồi. Ừ. Có khi tôi thở để cho nó đỡ đau. À. Dạ. Dạ. Đó, như vậy đó, dạ, tay đó. Rồi bây giờ đứng dậy đi. Dạ. Anh biết, tôi nói anh biết là bị chấn thương rồi. Bây giờ là cái cử động hiện nay khó chịu nhất là gì anh nói nè. Dạ. Cái khó chịu nhất đó là, dạ, đẩy cái này lên là đau cái phần này. Đau phần đó? Dạ. Ok. Rồi anh dòng nó sao? Dạ. Đó, nó cũng đau. Cũng đau luôn? Dạ, nó okay. Đau xuống cái tay. Rồi. Dạ. Cái cổ. Rồi. Dạ. Rồi đó. Như thế? Dạ. Đi thì bình thường. Nhưng mà cái tôi bị cái bao thì cũng một giữa mông đi xuống cái bàn chân chơi gì á, tay rồi em đây còn mông là mông này. Dạ. Cái này tôi bị đau trước khi mà tôi bị té. Cái từ tôi dạ. Cần một người nào nhỏ con làm người hy sinh ấy. Dạ. Con này nhỏ đi em. Dạ. Đó anh bưng lên coi, bưng lên. Rồi. Nhưng mà anh bưng lên vậy là anh thấy đau hả? Dạ. Đau cái này cũng lại cái lưng. Bỏ đồng hồ đi. Dạ. Cho đây bỏ túi cho. Mình cũng lấy nữa. Dạ. Rồi. Bây giờ làm cái hầm nam được nha. Dạ. Lấy đi thôi, lấy ngoài ra. Ok. Bây giờ mình về đây là về bố xa với hù mấy ông này mới được. Hai biểu bệnh. Ai chỉ anh tới đây hả? Dạ, không. Nhà của tôi. À, đấy, nhờ công đức á, đúng không? Mọi người nghe, là tôi làm hồi sáng giờ giống hệt nhau đúng không? Nghe không? Cũng răng rắc rồi em. Đó. Thôi mềm tay nha. Dạ. Rồi bây giờ giơ tay lên tôi cắt này. Không giơ tay lên được rồi. Dạ. Rồi, kéo rồi sao? Dạ. Không đau. Dạ. Không đau. Dạ. Trước đây tôi vẫn đưa được như vậy nhưng mà đau. À, bây giờ không đau. Về vô đài cho mọi người thấy không? Chỉ vũ nhẹ nhẹ là đủ ăn tiền rồi. Nhưng quay ra sao nè. Vũ coi. Vũ coi để ra sao quay ra sao cũng khó nè. Sao? Quay ra đi, đó. Thử coi. Sao rồi? Dạ. Dạ. Cũng còn đau. Không, nhưng mà đỡ hơn hồi nãy không? Đỡ hơn chứ. Dạ. Đỡ hơn là thôi, vậy đó. Mới hù con cái thôi.
Tại vì khi mà té dồn xuống á, mày gì đây? Dạ bốp. Cái bốp. Và mò thấy cái bốp. Nhẹ nhàng thôi. Nhẹ nhàng như cung đàn bên sông lạnh. Cái điều quan trọng nữa là cái khớp da này khi té bị trật ra. Bây giờ mình gắn nó vô. Anh lắng tai nghe cái khớp da nó vô nha. Ú, nghe đúng không? Ú, đúng không? Ú, cái vụ này mới nha. Bây giờ làm lại thử coi, là sao rồi? Đó. Cái vụ này ngộ ha. Chưa. Rồi làm ra sao nữa ngay? Làm cái ra sao nữa? Ô, hay quá. Nhưng mà chưa thôi. Hồi nãy là đem cái khớp da vô rồi. Bây giờ phải kéo cái khớp cổ này ra cái chỗ mà nó bị chân lại đó. Cầm ra đây. Rồi. Thượng đây. Rồi, cho cái bóp. Không, không hết đi. Rồi, bắt nằm lên đây. Vụ này mới rồi nha, nằm xuống. Cho nên đó là anh thấy không? Cho nên làm công đức nhiều cái hay không? Dỡ cái nhích cái lưng lên. Rồi. Rồi. Cho mượn cái đó rồi, anh lên. Chặn lên, rồi anh leo lên đi. Để cho ông này ông leo lên. Rồi. Đấy. Ông nhìn lên rồi á, là thấy cái hình ảnh nó đẹp lên liền. Em ơi, chuyển cái máy qua đây chút xíu. À. Ok. Yeah. Làm đơn chưa? Đỡ bị thưa. Mà khổ lắm, chữa bệnh hết rồi thưa. Rồi đừng có gồng. Bên gồng này cái cổ cứng như này. Rồi thả lỏng. Không phải, cái cổ này bị cứng rồi. Nè. Vụ này ghê nha. Sao cười cười rồi? À, có nói gì không? Cái vụ này mới nha. Hồi trước té nó dọng xuống, bây giờ nó dẫn ra rồi. Có đồng ý không? Bây giờ anh quay qua đây coi. Đó. Xích qua này chút xíu. Chuyện đời khác rồi nha. Trời ơi. Tu luyện sao mà còn cái chút xíu vậy nè. Là phải cẩn thận để gãy cái cục sống lưng. Rồi quay qua đây. Rồi sụ lơ rồi. Rồi xích qua đây. Cười. Rồi bỏ cái gì này ra. Cái này thẳng ra. Đó. Ông này kỳ quá à. Thẳng ra rồi. Nha. Sao rồi? Có nói gì không? Nghe sao? Ok phải không? Hồi nãy nói cái chân nào bị tê? Bên đây. Rồi, anh quay qua bên kia đi. Rồi, anh lùi ra sang đây chút xíu thôi. Đó, quá đẹp. Rồi, anh bỏ chân này thẳng vậy này. Thấy chưa? Cái thế của nó là vậy. Kẹp lên. Thấy không? Vỗ bông. Thấy không? Quýnh nghe rồi, quýnh nghe giỏi giỏi cho bông. Vỗ bông. Ôi, tiêu rồi. Đứng dậy. Đó là mình dọa nè con. Ê, đừng có nói hết bệnh nha. Đừng có nói hết bệnh nha. Rồi đứng dậy đi, nó chơi giỡn cho vui vậy mà. Rồi, bây giờ thấy sao rồi? Bây giờ giơ tay, giơ chân rồi coi, cử động tay chân coi sao? Sao người nó chi ghê vậy? Rồi, chân thẳng rồi sao rồi? Sao vậy? Tốt lắm rồi ha? Không, bây giờ quay như này lại, sướng này, mình quay lại. Ok. To rồi phải không? Thoải mái rồi. Rồi quay ra sau cái là tiếp cái sau này nó lên. Ô lên. Rồi. Chưa luôn. Bông. Bông lên. Up. Rồi. Đây. Bây giờ bê lên bây giờ hết còn nghe khó chịu rồi phải không? Dạ. Rồi. Bây giờ cái chân nó cái chân đang bây giờ sao rồi? Bưng vợ rồi này, bên chân sao rồi? Cuốt rồi phải không? Thôi bây giờ tôi làm cái cho anh hết luôn, nằm xuống đi. Nằm xuống
nằm xuống nữa. Không bây giờ hết bệnh giờ muốn nằm xuống nữa. Nè, mới nói xong là muốn trồn đi rồi đó. Ok. Nào, bị cái chân thôi không? Rồi biết vậy thì con rồi. Ôi yeah. Bây giờ là tất cả những cái chuyện gì tai nạn qua hết rồi đúng không? Bây giờ cúi đầu cúi xuống cúi quay rồi làm đã đời đi nhảy tưng tưng điên không có gì đó. Làm đi. Rồi, thử đi. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937 853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125 800 2299 hoặc 0937 853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123 218 6688 hoặc 0983 581 652.